Chúng tôi rất vui được gặp lại quý khách hàng trên kênh YouTube Bất Động Sản Nhà Bè. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một căn nhà phố hẻm xe hơi rất là đẹp, được xây dựng với kết cấu là một trệt hai lầu, có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát thuộc thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng tôi sẽ review cận cảnh con hẻm trước nhà để cho quý khách dễ dàng quan sát. Thì trước nhà của chúng ta có một con hẻm xe hơi, ô tô có thể ra vào rất là thoải mái và có thể thông ra được đường Huỳnh Tấn Phát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại khu vực mặt tiền phía trước nhà. Nhà của chúng ta là một dãy nhà phố đồng đều và san sát nhau rất là đẹp, nằm trong một khu dân cư rất là an ninh và yên tĩnh. Hàng xóm thì vô cùng là thân thiện. Như quý khách hàng đang quan sát, nhà của chúng ta nằm ngay một khu dân cư hiện hữu rất là đẹp và xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và san sát nhau. Có thể nói đây là một vị trí rất là tuyệt vời để cho quý khách hàng có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Một vị trí kinh doanh mua bán rất là phù hợp để cho gia đình chúng ta vừa ở nè, vừa có thể kết hợp để mở văn phòng công ty, hoặc là có thể kinh doanh mua bán mọi ngành nghề, vô cùng là phù hợp với cái diện tích con hẻm khá là lớn, do đó ô tô có thể ra vào rất là thoải mái. Và trên màn hình của chúng ta ngay lúc này đây á, đó chính là khu vực mặt tiền phía trước nhà, một dãy nhà phố đồng đều và san sát nhau rất đẹp. Trước nhà của chúng ta thì có con hẻm rất là rộng lớn, ô tô thì có thể đậu trước nhà và ra vào rất là thoải mái. Đặc biệt thì khu vực này rất là cao ráo và không bị ngập nước. Xung quanh đó, như quý khách hàng đang quan sát trên màn hình, là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và rất là đẹp. Một khu phố phải nói cực kỳ là an ninh và yên tĩnh. Hàng xóm thì vô cùng là thân thiện. Thì nhà của chúng ta có một vị trí rất là đắc địa, nằm ngay trục đường Huỳnh Tấn Phát đi vào, sát bên là Phú Mỹ Hưng quận 7. Thì từ cái vị trí này mà chúng ta đi về khu chế xuất Tân Thuận quận 7 chỉ mất khoảng 10 phút đi xe máy mà thôi. Bốn mặt đều là khu dân cư hiện hữu, phải nói đây là một căn nhà rất là đáng để cho chúng ta đi tham quan cũng như là sở hữu cho gia đình mình. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển tiếp vào bên trong để tham quan chi tiết hơn về căn nhà này. Thì xin giới thiệu đến quý khách hàng, đây là không gian của cái căn phòng khách, một cái không gian phải nói là khá là rộng rãi và rất là đẹp. Thì ở đây gia chủ đã thiết kế cái căn phòng khách của chúng ta với những cái chi tiết cũng như là tính thẩm mỹ khá là cao. Một cái bộ ghế sofa cũng đã được trang bị sẵn cho gia đình mình để cho gia đình chúng ta có thể tiếp khách mỗi khi khách tới thăm nhà. Bên cạnh đó, với việc ốp gạch men lên cao hơn 1 mét thì rất là dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Để tránh cái sự nhàm chán cũng như là đơn điệu thì chủ nhà đã trang bị 4 cái bức tranh bằng đá rất là đẹp để treo ở cái căn phòng khách này, làm cho cái căn phòng khách của chúng ta trở nên sinh động và đẹp hơn rất là nhiều. Phải nói đây là một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, sang trọng và hiện đại. Như quý khách hàng đang quan sát trên màn hình thì phòng khách được thiết kế theo kiểu không gian mở, rất là rộng và tràn ngập ánh sáng xuyên suốt khắp cả nhà, tạo ngay cho chúng ta có cái cảm giác thoải mái và dễ chịu, xua tan đi mọi cảm giác mệt mỏi trong công việc, làm cho mọi người khi bước vào bên trong căn nhà này đều cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thư giãn. Thì căn nhà xinh đẹp này được thiết kế với cái kiểu kiến trúc hiện đại phù hợp với mọi lứa tuổi, và đặc biệt là công năng sử dụng cũng như là tiện ích bên trong căn nhà này thì rất là đáng để cho chúng ta có thể về sở hữu. Bởi vì nhà có mặt tiền hẻm rất là rộng lớn và thông thoáng nè, diện tích lại lý tưởng và được tặng toàn bộ tất cả nội thất hiện đang có bên trong căn nhà này khi chúng ta về sở hữu. Thì giá bán cũng rất là hấp dẫn để cho tất cả mọi người có thể sở hữu căn nhà mơ ước này cho gia đình mình. Thì tại cái thời điểm này rất là hiếm để tìm kiếm được một cái căn nhà như thế. Do đó quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để được trực tiếp tham quan trải nghiệm căn nhà này, để quý khách có thể sở hữu căn nhà này cho gia đình mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển ra cái khu phía sau nhà để tham quan không gian phòng bếp. Thì ở cái khu phía sau nhà này chúng ta sẽ có một cái không gian khu vực phòng bếp rất là rộng rãi như quý khách hàng đang quan sát trên màn hình, và một cái toilet ở phía sau nhà rất là tiện lợi cho gia đình mình.
Thì ở đây chủ nhà đã lắp đặt sẵn cho chúng ta một cái tủ bếp bằng gỗ công nghiệp chống ẩm và chống mối mọt. Và đây chính là cái khu vực nhà vệ sinh ở được đặt ở phía sau nhà. Thì với cái khu vực nhà vệ sinh đặt ở tầng trệt này thì rất là tiện lợi cho gia đình mình cũng như là cho các vị khách thường hay ghé thăm nhà của chúng ta. Do đó chúng ta hãy nhanh chân đến tham quan và trải nghiệm thực tế căn nhà này để cho chúng ta sẽ là người đầu tiên sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Với một cái mức giá bán cực kỳ là ưu đãi cho tất cả mọi người tại thời điểm này, đó chính là 2.400.000.000 cho một căn nhà có diện tích là ngang 3 và dài 9m, kết cấu xây dựng một trệt hai lầu đúc thực, gồm có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, mặt tiền hẻm xe hơi 16 chỗ đậu trước nhà rất là thoải mái. Thì do đó đây chắc chắn sẽ là một căn nhà rất là phù hợp cho đại gia đình mình vừa ở nè, vừa kết hợp kinh doanh mua bán mọi ngành nghề để kiếm thêm thu nhập cho gia đình mình á, thì cực kỳ là lý tưởng. Nếu như quý khách hàng quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này, xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý khách hàng đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like cũng như là nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Và bây giờ hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên cái khu vực tầng 1. Thì ở trên cái khu vực tầng 1 này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Và xin giới thiệu đến quý khách hàng đây chính là khu vực phòng ngủ đầu tiên trên tầng 1. Thì như quý khách hàng dễ dàng quan sát trên màn hình á, cái không gian phòng ngủ này khá là rộng rãi, rất là thông thoáng cũng như là rất là sáng, do có hệ thống là có cửa sổ cũng như là ban công làm cho cái không gian nhà của chúng ta trở nên rất là sáng và rất là mát mẻ. Thì ở cái phòng ngủ này chúng ta cũng đã được trang bị sẵn rèm cửa cũng như là rèm cửa sổ. Và bây giờ chúng tôi xin mời tất cả mọi người cùng nhau tiến ra cái khu ban công trên tầng 1 để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh từ cái vị trí nhà mà chúng ta đang đứng. Thì từ vị trí này mà phóng tầm mắt xung quanh nhà, như quý khách hàng đang quan sát là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều san sát nhau, phải nói là rất là đẹp. Ở cái khu vực này thì là dân cư hiện hữu, rất là đông dân cư, cho nên khi về ở đây chúng ta sẽ có những cái tiện ích rất là dễ dàng nhìn thấy, đó chính là gần chợ nè, gần trường học cũng như là gần nhà thờ, và sát bên là Phú Mỹ Hưng quận 7, chỉ cách đó khoảng 5 phút đi xe máy mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tham quan cái khu vực toilet ở trên tầng 1. Thì ở cái khu vực toilet này được chủ nhà trang bị tất cả các vật dụng cần thiết cho gia đình mình. Và đây chính là cái khu vực không gian phòng ngủ thứ hai trên tầng 1. Về phần pháp lý thì nhà của chúng ta đã có sổ hồng và hoàn công đầy đủ, mỗi nhà mỗi sổ, đồng sở hữu thửa đất 3 căn. Do đó khi mua bán căn nhà này thì chúng ta sẽ ra trực tiếp phòng công chứng, ký hợp đồng công chứng mua bán ủy quyền, và sau đó quý khách hàng sẽ giữ sổ gốc của cái căn nhà này. Do đó về mặt pháp lý thì rất là rõ ràng, minh bạch và an toàn. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển lên cái khu vực tầng 2 để tham quan các phòng ngủ còn lại. Cũng giống như ở cái tầng 1 thì trên cái khu vực tầng 2 này chúng ta cũng sẽ có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh cho một cái căn nhà mặt tiền hẻm xe hơi rất là đẹp và rất là rộng rãi này. Và cái kết cấu xây dựng là một trệt hai lầu đúc thực, gồm có 4 phòng ngủ lớn và 3 nhà vệ sinh. Thì ở mỗi tầng lầu đều có ban công vô cùng là thoáng mát và rộng rãi, mặt tiền hẻm xe hơi rất là lớn, do đó xe ô tô 16 chỗ có thể ra vào thoải mái, rất là thích hợp cho gia đình ở đông người. Trong khoảng bán kính 500m thì chúng ta có đầy đủ các tiện ích như là hàng loạt các siêu thị gần chợ Phú Xuân, gần trường cấp 2, cấp 3, gần siêu thị của ấp mát, ủy ban và công an huyện Nhà Bè thì cách đó cũng chỉ vài mét mà thôi. Một chục đường Huỳnh Trung Phát đi thẳng là chúng ta có thể về tới quận 4 và quận nhất, rất là tiện lợi cho công việc của gia đình mình. Phải nói đây là một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, sang trọng và hiện đại như quý khách hàng đang quan sát trên màn hình. Phong cách kiểu không gian mở,
rất là rộng và thoáng, tràn ngập ánh sáng ở các phòng, tạo cho chúng ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu, xua tan đi mọi cảm giác mệt mỏi trong công việc hàng ngày, làm cho mọi người khi bước vào bên trong căn nhà này đều cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thư giãn. Chúng tôi xin được phép nhắc lại là căn nhà mà quý khách hàng đang xem có diện tích là ngang 3m và dài 9m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn với kết cấu xây dựng là một trệt hai lầu đúc thật, gồm có 4 phòng ngủ lớn, mỗi phòng ngủ đều có ban công và cửa sổ rất là thông thoáng và mát mẻ, 3 nhà vệ sinh, phòng khách vô cùng là đẹp và mặt tiền hẻm xe hơi 16 chỗ rất là rộng rãi. Hiện tại thì căn nhà xinh đẹp này đang được rao bán với một mức giá cực kỳ hấp dẫn là chỉ 2 tỷ 400 triệu đồng là quý khách hàng có thể sổ căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Do đó nếu như quý khách hàng quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này, xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý khách hàng đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like cũng như là nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.